Mình tiếp tục quy tắc lại số 10 mấy bạn, phần 2. Tính từ ghép trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. For example, acid, homesick, caustic, airtight, race quality, trust quality, waterproof. Ngoại lệ có những cái tính từ ghép thì nó không nằm ở vần thứ nhất mà nó nằm ở vần thứ hai. For example, duty free, Snow White. Quy tắc số 11. Các tính từ ghép có thành phần đầu tiên là tính từ hoặc trạng từ. Thành phần thứ hai tận cùng là ed thì trọng âm rơi vào thành phần thứ hai. For example, bad temper, short sighted, eutectic, well done. Quy tắc số 12. Khi thêm các hậu tố sau thì trọng âm chính của từ không thay đổi. Đối với những cái thành phần ở phía sau, hậu tố như là man, ship, net, ear, or, hood, những in, and, full, able, os, or less. For example, agreement, meaningless, reliable, poison, poisonous, happy, happiness, relationship, neighborhood, exciting. Quy tắc số 13. Những từ có tận cùng là raffi, aid, g, c, et, phi, on thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên, có nghĩa là ở từ ở phía sau mình điểm ra 3 vần là ngay nó. For example, economical, democracy, technology, geography, photography, investigate, immediate.